vị khán giả thân mến, trong kho tàng các món ăn cổ truyền từ Đông Tây Kim Cổ thì có rất là nhiều những cái món ăn là một bài thuốc quý cho sức khỏe. Và trong góc ẩm thực của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày hôm nay thì Hà Trinh sẽ giới thiệu đến quý vị một món ăn rất là bổ dưỡng nhưng cách chế biến lại đơn giản đến không ngờ. Nhưng trước hết thì chúng ta hãy cùng làm quen với anh Tấn Lợi, hiện đang là đầu bếp của nhà hàng Vườn Hồng tại khách sạn Rex thành phố Hồ Chí Minh nhé. Chào Hà Trinh, chào quý vị khán giả. Anh Tấn Lợi, không biết là hôm nay mình sẽ chế biến món ăn gì thật là hấp dẫn ạ? Hôm nay anh giới thiệu cho Hà Trinh và quý vị khán giả món ăn gân nai tiềm bạch quả. Nguyên liệu gồm có gân nai, bạch quả, gừng, dừa xiêm, hạt sen, táo đỏ, đường phèn và muối. Còn có một ít rượu nữa thì phải. Đúng rồi, đây là rượu em. Cái bạch quả này là em chỉ lấy cái bạch quả này em đập cái vỏ ra. Dạ. Cái bạch quả này vỏ nó rất là cứng, vì thế mình phải đập ra, sau đập đó mình ra, ăn luộc. Mình phải đập như vậy. Dạ. Mình tách cái vỏ ra. Thì trong đây nó có cái lụa, mình sẽ lột bỏ cái lụa này. Dạ. Nhưng mà để tiết kiệm thời gian thì anh đã luộc sẵn bạch quả này. Bạch quả này thì em đập ra rồi em sẽ luộc khoảng trong vòng 10 phút thì ta sẽ được thành phẩm như thế này. Sau đó thì gân nai chắc mình cũng phải sơ chế anh hả? Gân nai thì cắt từng đoạn dài cỡ một lóng tay mình. Vậy là gân nai thì mình sẽ cắt khoảng chừng 5-6cm. Còn về phía của gừng thì mình làm thế nào anh? Gừng này em sắc dùm anh ra vài lát để mình luộc với gân nai và cho ít rượu vào để cho nó giữ được cái mùi hương vị của gân nai. Giờ bây giờ là nước đã sôi rồi, sau đó mình sẽ bỏ gừng vào anh. Đúng rồi. Anh sẽ bỏ gừng vào. Anh bỏ gừng vào để cho cái hương vị của gừng, để khi ta luộc gân nai nó sẽ có cái hương vị thơm. Ngoài ra chúng ta cũng phải cho thêm một ít rượu để tạo mùi thơm của gân nai. Gừng là đã thấy mùi nó rất là tuyệt vời rồi, bên cạnh đó thêm một ít rượu vào nữa thì cái mùi nó còn dậy hơn. Bây giờ anh sẽ bỏ gân nai vô, anh sẽ luộc cho Hà Trinh xem ha. Dạ. Cái gân nai mình là gân nai tươi, mình đã chín hẳn rồi, đâm ra trong thời gian mà mình nước sôi mình cho gân nai vào. Thì em chỉ cần cho gân nai vào, đợi nước sôi lên lại, tất nhiên là gân nai này đã được thấm cái mùi gừng và rượu rồi. Vậy chừng nào mình mới vớt gân nai ra được hả anh? Bây giờ nữa, sau khi chúng ta bỏ mà nước đã sôi lên lại thì chúng ta có thể vớt gân nai. Anh ơi, sau khi mình vớt gân nai ra như vậy rồi sao nữa anh? Cái nước này mình giữ lại. Dạ. Em thấy là anh có chuẩn bị bạch quả nè, hạt sen với cả táo đỏ nữa, cái này để làm gì hả anh? Anh giữ cái nước này lại là biết chi không? Là để anh luộc lại cái phần này cho nó, sau khi chúng ta đã luộc gân nai xong thì cái nước gừng và rượu gân nai còn giữ đây để mình cái hương vị của bạch quả và táo đỏ sen nó sẽ hòa quyện và giữ được cái chung với cái mùi gân nai. Rồi em hiểu rồi, bây giờ mình sẽ đổ bạch quả và hạt sen vào đúng không? Mình sẽ cho bạch quả vào cái nước luộc gân nai và do đó hạt sen. Sau khi đổ bạch quả và hạt sen vào thì còn cái phần táo đỏ này mình để bỏ vào luôn chứ anh? Mình sẽ cho vào luôn em. Cũng rất là đơn giản anh ha. Mình đã cũng phải như làm cái rồi. Trên thì bây giờ em thấy nước sôi lại một lần nữa. Dạ. Là mình vớt ra được. Nước đã sôi xong thì giờ cũng như là bây giờ mình bắt đầu mình vớt cái phần bạch quả, hạt sen, táo đỏ ra. Dạ. Sau đó anh sẽ chỉ cho em cái tiếp tục là mình sẽ làm cái món gân nai tiềm. Sau khi mà mình đã luộc sơ như vậy rồi thì bắt đầu tiềm hả anh? Bắt đầu mình sẽ cho vào thố để mình tiềm. Sau khi mà đã hoàn thành thao tác sơ chế 2 thì mình có một số các loại bạch quả nè, hạt sen và táo đỏ đã luộc luộc với lại nước gừng và rượu đúng không anh? Đúng rồi em. Rồi em dọn ra bàn nha. Còn gân nai nữa. Gân nai nữa em. Mình bắt đầu tiềm được chưa anh? Bắt đầu rồi em. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ta lấy cái thố. Dạ, một cái thố. Rồi. Trong đó ta sẽ cho gân nai vào. Dạ. Bắt đầu tìm thì mình sẽ bỏ chung với lại các loại hạt là hạt sen, bạch quả với lại táo đỏ. Đúng rồi. Mà lúc nãy mình đã hấp chung với lại cái nước gừng. Rồi, bây giờ chúng ta cho vào. Trông rất là đẹp mắt đúng không anh? Cái món ăn này á
tuy nó đơn giản nhưng mà nó rất bổ dưỡng. Anh còn giới thiệu mình nữa là phần trái dừa, cái dừa xiêm này chúng ta sẽ cho vào tạo cái hương ngọt và cái mùi thơm của nước dừa. Dạ, vậy là mình sẽ bỏ thêm nước dừa vào trong cái phần tiệp này để làm cho cái nước nó trở nên ngọt hơn và có cái vị thanh dịu. Thanh dịu hơn. Anh ơi, em thấy mình còn có chuẩn bị đó là muối và cả đường phèn nữa. Đường phèn để làm gì hả anh? À, cái đường phèn này anh sẽ cho vào trong cái thốt gân nai tiềm này để tạo cho nó có cái độ ngọt thanh mà để cho hòa quyện với nước dừa, mình làm cho nó thanh mát cái trong cơ thể của người mình. Còn muối mình có bỏ vô luôn không anh? Muối thì em nên dằn một chút xíu muối để cho cái độ ngọt nó dịu. Mình có gân nai nè, rồi có bạch quả, hạt sen và cả những hạt táo đỏ. Bên cạnh đó thì em bỏ thêm một chút xíu đường phèn và muối làm cho hương vị nó trở nên ngọt thanh và dịu hơn. Bây giờ bắt đầu đi tiệc được rồi đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ anh sẽ cho vào tổ tiệc này. Và chúng ta sẽ bỏ vào trong nồi hấp cách thủy để tiềm trong vòng 30 phút. Rất là đơn giản phải không quý vị? Chỉ trong vòng 30 phút thôi là chúng ta đã có ngay một món ăn rất là bổ dưỡng cho sức khỏe rồi. Hình như là cái nồi hấp của mình xong rồi đó. Wow. Rồi sau 30 phút mình đã có món gân nai tiềm bạch quả. Em thì đang rất là nóng lòng không biết là món ăn sẽ như thế nào sau khi chế biến trong vòng 30 phút đây. Rồi thì anh mời Hà Trinh. Những cái hạt bạch quả nè, rồi táo đỏ và cái hạt sen nữa, trông rất là đẹp mắt mà lại không bị nát nữa. Hương thơm nó rất là nhẹ nhàng. Sau khi em dùng rồi em cảm nhận được cái món gân nai tiềm bạch quả như thế nào? Phải nói là rất là tuyệt vời anh ạ. Hy vọng quý vị đã có thêm những bí quyết để thực hiện món ăn với công thức cung đình này để giúp cho bữa ăn của chúng ta thêm đầm ấm và với hương vị mới lạ hơn cho thực đơn mỗi ngày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.